Amen. Amen. Cảm Chúa. Hallelujah. Chúng ta ngợi khen Chúa và chúng ta chào đón mục sư của chúng ta một tràng vỗ tay lớn nữa được không ạ? Long Trâm Anh chào mục sư, xin mời mục sư ạ. Dạ vâng, xin kính chào tất cả quý ông bà anh chị em ở Việt Nam, ở quê hương thân yêu. Cảm ơn lòng nhiệt thành của tất cả quý vị. Tôi thấy một tuần chơi qua nhanh quá, mới đây mà đã một tuần rồi. Và hôm qua thì tôi có nhận được cái tin nhắn là chúng ta có một cái lớp học như thế này và tôi thấy rất là ấm áp thưa quý vị. Và tôi muốn giới thiệu quý vị một nhân vật. Hôm nay quý vị sẽ thấy một cái nick tên là bà nội Hallelujah. Vâng, bà nội Hallelujah chính là mẹ của tôi, người đã sanh ra tôi. Vâng. Và cách đây đúng 54 năm vào ngày này, 30 tháng 7 năm 1970, bà đã sanh ra tôi để tôi trở nên một người hầu việc Chúa. Mẹ của tôi, bà nội Hallelujah, có cái nick đặc biệt này là bởi vì ở trong cái câu chuyện của mục sư David Choyangi, ông là một mục sư sáng lập nên hội thánh Yodofun Gospel ở tại Nam Hàn. Và ông có một người mẹ, ông có hai người mẹ, một người là mẹ ruột sanh ra ông, nhưng mà mẹ vợ của ông đó là người mà cầu nguyện rất là mạnh mẽ. Dĩ nhiên thì quý vị biết rằng đất nước Nam Hàn là đất nước cầu nguyện rất là mạnh mẽ, và trong cái văn hóa của họ đã có cái sự cầu nguyện rồi. Cái người Nam Hàn đó, quý vị biết, ai mà học tiếng Hàn quý vị biết là cái chữ Hananim á là cầu nguyện với trời hay là Đức Chúa Trời, và họ dùng cái chữ đó đó ở trong thần học, ở trong những người tức là trong niềm tin, khi mà họ Hananim, họ cầu nguyện với Hananim của họ, bây giờ họ tin Chúa thì cũng là Hananim. Thì bà gia của mục sư David Choyangi, quý vị biết, quý vị nghe nói đến cái núi cầu nguyện ở Nam Hàn đó, thì cái ý tưởng đó đó là của mẹ vợ ông mục sư David Choyangi. Yeah. Và quý vị có sang Nam Hàn mà quý vị lên những cái núi cầu nguyện đó, thì tôi có kể trong tuần rồi đó, thì mỗi ngày nó có khoảng, họ có khoảng chừng 10.000 người cầu nguyện ở đó. Cái thời điểm mà tôi đến 20 năm trước, năm 2001 đó, thì tôi đến đó thì có khoảng 10.000 người cầu nguyện mỗi ngày, và 3.000 người thì kết ước là cầu nguyện một tuần hay 3 ngày hay 21 ngày hay 40 ngày. Thì tôi muốn nhắc cái ý tưởng đó của người mẹ của ông là một người cầu nguyện, mẹ vợ là một người cầu nguyện, cho nên bà mới đề nghị xây cái, mua cái hội thánh, mua cái núi để mà dân sự của Chúa lên đó cầu nguyện. Và nói đến đó thì tôi nhớ đến cái câu chuyện ông đặt tên cho mẹ của mình, mẹ vợ của mình là bà ngoại Hallelujah. Kêu bà ngoại Hallelujah đó có nghĩa là mẹ vợ mình là một cái người thích Hallelujah lắm. Mỗi lần mà hữu sự bà cũng Hallelujah, và mỗi lần có chuyện gì bà cũng Hallelujah, bà cầu nguyện, bà vui, bà cũng Hallelujah. Cho nên tôi về nhà sau cái chuyến đi đó 20 mấy năm trước đó, thì tôi trở về nhà tôi suy nghĩ, mẹ của mình cũng là người cầu nguyện, thôi bây giờ không phải là bà ngoại mà mẹ ruột, thì bây giờ mình gọi là bà nội Hallelujah. Và tên bà nội Hallelujah là có từ lúc đó. Cho nên cảm ơn bà nội Hallelujah là mẹ tôi. Sáng hôm nay thì bà dậy sớm, bà từ California, bà đi qua Arizona, cách chúng tôi 6 tiếng lái xe. Thì bà dậy sớm, bà không có làm gì, tôi nói, mẹ đi vô trong đây cầu nguyện với trung tâm Bethel ở Hà Nội. Và bà nói, được chứ, quý vị rủ bà đi chợ, bà không đi đâu, rủ bà đi shopping, bà nói thôi mệt lắm, nhưng mà quý vị rủ, cầu nguyện không? Cầu nguyện liền. Và năm nay bà 83 tuổi, cảm ơn Chúa, có thể là bằng tuổi với một số quý cụ, quý ông bà ở trong căn phòng này, và cũng có thể bằng tuổi của cha mẹ của quý vị. Cho nên chúng ta vui vì chúng ta có những người cha, những người mẹ kính sợ Chúa. Và sáng hôm nay tôi rủ bà vào đây để cùng cầu nguyện. Cảm ơn bà đã sanh ra tôi đúng 54 năm, và hôm nay là dịp sinh nhật, và tôi cũng cảm ơn bà đã cưu mang và cầu nguyện. Tôi chúc cho quý vị luôn luôn có những người cha, những người mẹ kính sợ Chúa, yêu mến Chúa,
Ai có cha mẹ chưa tin Chúa, chúng tôi sẽ cầu nguyện để cha mẹ của quý vị sẽ đến với Chúa và trở nên con cái của Chúa trong vương quốc của Ngài. Và quý vị cũng sẽ trở thành những người cha, người mẹ tốt, những người ông, những người bà tốt, ảnh hưởng đến cộng đồng và xã hội. Tôi thấy có một số quý bà ở đây, kính chúc cho quý bà, quý cô được năng lực, được sự sống của Chúa, trở nên những người ảnh hưởng đến cộng đồng. Và quý vị là những người được ơn của Chúa để đem những người cao niên khác về về Chúa. Cảm ơn quý vị. Trong cái lời chào đầu tiên có hơi dài chút xíu, bây giờ chúng ta sẽ bước vào trong bài học của chúng ta, bài học về báp têm Đức Thánh Linh, báp têm trong Thánh Linh. Hôm nay thì tôi sẽ cố gắng để đi để hết cho, cái phần này. Cho con xin phép cắt ngang một chút nhá. Ngôi nhà Bethel và ngôi nhà Nissi chào đón bà nội. Hallelujah, một tràng vỗ tay ạ. Cảm ơn Chúa, chúng con được khích lệ rất là nhiều. Cảm ơn Chúa. Dạ vâng, cảm ơn tấm lòng của cô Bích Ngoan và tất cả quý bà chị em. Hồi nãy thì tôi nghe thầy Hoàng trong lúc hướng dẫn ca ngợi Chúa thì thầy có hát cầu nguyện trong tiếng mới. Quý vị có để ý điều đó không ạ? Đó là cái phong cách của các hội thánh ở tại Việt Nam, và tôi đi ở trong cái phong cách này rất là lâu rồi. Tôi thấy lại rất là ấm áp trong cái hình ảnh này. Vì sao chúng ta phải cầu nguyện trong ân tứ tiếng mới? Vì sao chúng ta phải hát những bài ca mới nữa? Quý vị có bao giờ nghe đến bài ca mới chưa? Quý vị, những bài ca mới nó cũng nằm ở trong cái bài học này. Vì Chúa ban cho chúng ta ân tứ để chúng ta cầu nguyện, chúng ta kết nối với Đức Chúa Trời. Và không chỉ là cầu nguyện kết nối với Đức Chúa Trời bằng tiếng mới, bằng ngôn ngữ của Đức Chúa Trời, ngôn ngữ của thiên đàng, và chỉ có Đức Chúa Trời hiểu người đó, mà chúng ta còn có thể hát những bài ca mới nữa. Tôi tin rằng phần đông những bài ca mới mà quý vị hát á, là những cái bài mà nó ra từ những cái bài ca mà khi chúng ta ca ngợi Chúa bằng ân tứ tiếng mới. Tôi sáng tác nhiều, và trong những bài hát sáng tác đó có những bài đang khi tôi thờ phượng Chúa thì nó ra cái bài hát đó. Bởi vì tôi là người có âm nhạc, tôi viết xuống liền, nó thành cái bài ca. Bài Jehovah Shama cũng là bài ca mới, mà nó không chỉ là bài ca mà bài ca mới như thông thường chúng ta nghe một nhạc sĩ sáng tác ra, nhưng mà Thánh Linh cũng là đấng giúp cho chúng ta sáng tác những bài ca mới nữa, những bài ca đó bằng ngôn ngữ tiếng mới mà chúng ta có thể sử dụng để ca ngợi Đức Chúa Trời. Và sau đó thì chúng ta sẽ viết lại thành những bài ca mà chuyển lại thành cái ngôn ngữ bằng tiếng Việt. Có rất nhiều trong những bài ca đó. Quý vị có biết cái bài ca Hosanna không? Cái bài ca Hosanna của Hillsong đó. Hosanna, 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 nơi rất cao. Hosanna, đại khái tôi nhớ cái bài đó là như vậy. Thì cái người sáng tác cái bài đó nói rằng khi mà cô đang cầu nguyện với Chúa đó thì cái giai điệu nó đến trên cô, và cô bắt đầu hát bằng tiếng mới, ngôn ngữ tiếng mới, rồi cô bắt đầu chuyển sang tiếng Anh thì nó ra cái bài đó, và bài đó đi nó khắp cả thế giới luôn quý vị. Cho nên là quý vị ân tứ cầu nguyện trong tiếng mới, trong Thánh Linh, đó là một cái ân tứ rất đặc biệt, mà đó là một món quà sau sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Chúng ta nói điều này hôm nay. Trước khi nói về điều này hôm nay thì chúng ta ôn lại những gì chúng ta đã học trong tuần rồi. Tuần rồi thì chúng ta nhắc tới lịch sử của cái phong trào ngũ tuần vào năm 1905, khi mà Chúa thăm viếng nước Mỹ ở tại một cái con phố nhỏ, giống như quý vị đang ở trong cái ngõ nào đó, cái khu nào đó ở Hà Nội, và Thánh Linh của Chúa thình lình đến trên hội thánh, và tự nhiên nó bùng nổ ra một cái phong trào. Thì cái câu chuyện đó nó xảy ra tại ở Los Angeles, miền Nam của Hoa Kỳ, năm 1905, và nó trở thành một phong trào lan khắp cả nước Mỹ. Các hội thánh Chúa đầy dẫy quyền năng của Chúa Thánh Linh, họ cầu nguyện chấp ân tứ tiếng mới, và hội thánh bắt đầu phát triển rất mạnh mẽ vào đầu thế kỷ 20. Và chúng ta nói đến lịch sử hội thánh thì chúng ta cũng nói đến làm thế nào để chúng ta hiểu về báp têm Thánh Linh, thì chúng ta đã nói ba điều trong sơ lược trong tuần rồi. Đó là báp têm Thánh Linh là lời hứa của Chúa dành cho con cái Ngài. Chúng ta nhớ trong Công vụ đoạn 1 câu 4, trước khi Chúa Giêsu trở về thiên đàng, Ngài thăng thiên thì Ngài có hứa với các môn đồ hãy chờ đợi trong thành cho đến khi nào họ mặc lấy quyền năng từ trên cao. Và điều đó đã xảy ra ở trong Công vụ đoạn 1 câu trong vụ đoạn 2. Chúng ta bước sang cái Công vụ đoạn 2. Rồi điều thứ hai chúng ta nói đến đó là báp têm Thánh Linh là cho Chúa Giêsu làm. Chúa Giêsu làm hay là Chúa Giêsu thực hiện? Chúa Giêsu ban cho.
ở trong Matthew đoạn 3, có tìm được câu kinh thánh này cho quý vị. Matthew đoạn 3 câu 11, quý vị lắng nghe lời Chúa. Về phần ta lấy nước mà làm phép báp têm cho các ngươi, tức là ông Giăng Baptist, ông đang nói câu này. Xong đứng đến sao ta có quyền phép hơn ta không đáng xách giày ngài. Ấy là đấng sẽ làm báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Ô, quý vị thấy thú vị không ạ? Chính Chúa Giêsu sau sự cứu rỗi, ngài báp têm cho chúng ta. Sau khi chúng ta tin nhận ngài thì ngài báp têm cho chúng ta bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Nói đến, ngụ ý đến Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta một cách trường kỳ. Ngài không đến cho chúng ta tạm thời như thời cựu ước nữa, nhưng mà ngài ở đây dạy trong chúng ta không chỉ bằng Đức Thánh Linh mà bằng lửa, có nghĩa là quyền năng của Chúa Thánh Linh sẽ vận hành qua trong chúng ta. Thưa ông bạn chị em, chúng ta thường thường nói người nào nóng cháy là người đó có lửa, phải không ạ? Đó là ngụ ý của câu kinh thánh này. Thánh Linh của Chúa ngự ở trong chúng ta, đầy dẫy chiếm hữu chúng ta. Và câu kinh thánh này nhấn mạnh đến việc ông Giăng Baptist, ông làm chứng rằng chính Đức Chúa Giêsu làm phép báp têm cho chúng ta bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Cho nên ngày hôm nay có ai hỏi chúng ta rằng vì sao bạn cầu nguyện trong ân tứ tiếng mới, thì đó là cái lời hứa mà Chúa Giêsu đã hứa, và tác giả của việc đó chính là Chúa Giêsu. Không ai khác ngoài Chúa Giêsu. Cho nên vai trò của Chúa Giêsu trong bài học này rất quan trọng. Ngài làm báp têm bằng Thánh Linh cho chúng ta. Điều thứ ba mà chúng ta đã học trong tuần rồi, đó là báp têm Đức Thánh Linh xuất hiện khi Chúa Giêsu đã chết và sống lại, thăng thiên ngồi bên hữu Đức Chúa Cha. Ở trong công vụ sứ đồ nói rất rõ về điều này. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa. Công vụ sứ đồ là quyển sách lịch sử của Tân Ước. Chúng ta có nhiều sách lịch sử ở Cựu Ước, cụ thể như là sách Samuel, sách Các Vua, sách Sử Ký, nói về lịch sử của người Do Thái. Nhưng mà công vụ sứ đồ là lịch sử của Hội Thánh. Và nếu chúng ta muốn biết về báp têm trong Thánh Linh, chúng ta muốn biết Hội Thánh lúc đầu như thế nào, thì chúng ta hãy đọc sách công vụ sứ đồ. Sẽ nói rất rõ ngay cả vấn đề đầy dẫy Đức Thánh Linh và bước đi trong Thánh Linh. Đó là những điều mà chúng ta đã học ở trong tuần rồi. Chúng ta đi qua cái phần số 4 nhỏ. Người nhận báp têm Thánh Linh sẽ được nhận lấy quyền phép của Đức Chúa Trời. Điều này là điều chắc chắn quý vị. Ở trong công vụ sứ đồ đoạn 1 câu 8, khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Đây là một mệnh lệnh, một lời hứa cũng như một mệnh lệnh rất cụ thể nha quý vị. Trước đó thì Chúa Giêsu sai môn đồ đi ra và ngài dạy họ đi hết các thành các làng. Rất cụ thể, rất là chung chung, và ngài cũng sai họ ra như là những người thực hành những điều Chúa dạy. Nhưng mà ở trong công vụ đồng 1 câu 8 là một cái mệnh lệnh rất cụ thể mà ngài nói với họ, ngài phán với họ rằng khi Thánh Linh Chúa giáng trên họ thì họ sẽ nhận lấy quyền phép của Chúa. Quyền phép để làm gì? Làm chứng về ta tại thành Jerusalem, làm chứng về Giêsu tại Jerusalem nơi họ đang ở. Rồi họ đi khắp cả xứ Giu-đê. Chúng ta biết rằng ở xứ Do Thái, Palestine đó, có ba miền, giống như miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Và miền Nam đó, nơi mà Chúa đang ngụ ý ở đây đó là Giu-đê. Giu-đê, Jerusalem nằm ở miền Nam của Do Thái là xứ Giu-đê. Rồi Samari là miền Trung. Và Galilee miền Bắc. Thì ở đây Chúa Giêsu phán với họ rằng họ sẽ làm chứng về Chúa ở tại Jerusalem nơi họ đang ở. Rồi họ đi đến cả cái xứ Giu-đê. Rồi Samari là đã tới miền Trung. Đó, và đi cho đến cùng trái đất rất cụ thể. Nhưng mà chúng ta biết ở trong câu kinh thánh, công vụ đoạn 1 câu 8 đó, thì cái mệnh đề chính đó, đó là làm chứng về Chúa Giêsu. Còn quyền phép là sẽ được mặc cho họ. Đó ngụ ý về Thánh Linh giáng trên họ để họ nhận lấy quyền năng để làm chứng về Chúa ở tại Jerusalem, xứ Giu-đê và cho đến cùng trái đất. Cho nên chúng ta nhận được một lời hứa rất lớn ở đây, đó là người nhận được báp têm Thánh Linh cầu nguyện trong ân tứ tiếng mới là dấu hiệu để cho biết rằng một người đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Dĩ nhiên
Có những người được đầy dẫy Đức Thánh Linh, nhưng mà họ sẽ không cầu nguyện trong ân tứ tiếng mới. Nhưng mà hầu hết cái dấu hiệu để cho biết rằng người này được báp têm trong Thánh Linh và được đầy dẫy Đức Thánh Linh, thì hầu hết Kinh Thánh chứng minh rằng những người này họ có một cái dấu cặp theo, đó là cầu nguyện trong ân tứ tiếng mới. Đó là điều thứ tư chúng ta học. Người nhận báp têm Thánh Linh sẽ nhận lấy quyền phép của Đức Chúa Trời. Và chúng ta nhớ trong câu Công Vụ đoạn 1 câu 8 thì cái chủ thể của câu Kinh Thánh này là giảng tin lành. Quyền phép để hỗ trợ cho việc giảng tin lành. Có nhiều người thì nói rằng họ chỉ tập trung vào cái quyền phép thôi, thì không đúng quý vị. Bởi vì quyền phép, sự đầy dẫy Đức Thánh Linh là để chúng ta đi ra làm chứng về danh của Chúa Giêsu. Cũng giống như các trung tâm ngày hôm nay, trung tâm Bethel, trung tâm Lisi, trung tâm Emmanuel. Và tôi biết rằng có 9 trung tâm ở tại Việt Nam lận và gần 200 cơ sở ngày hôm nay. Quý vị ơi, người ta chữa bệnh bằng thuốc, người ta chữa bệnh bằng thuốc men, bằng nhiều cách, nhưng mà tôi biết rằng các trung tâm cơ đốc chữa bệnh bằng lời của Đức Chúa Trời, bằng quyền năng của Chúa Thánh Linh. Và hầu hết tất cả các trung tâm này, tôi nói hầu hết nha, bởi vì tôi biết rất rõ điều này, quý vị đi trong năng quyền của Chúa Thánh Linh. Cho nên tối hôm nay đó mà tôi chia sẻ điều này đó, tôi chỉ nhắc lại cho quý vị thôi, tại vì quý vị biết hết rồi, phải không ạ? Quý vị biết hết rồi, có nên nhắc lại không? Vâng, phải nhắc lại để cho chúng ta biết rằng đây là điều chúng ta yêu quý, chúng ta phải giữ nó, đừng bao giờ mai một nó và truyền lại cho người khác. Điều quý vị đang có là bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh trên chúng ta. Cho đến nỗi chánh quyền họ cũng phải học hỏi nữa. Họ nói rằng chữa bệnh bằng đức tin, nhưng mà ở trong cái chữa bệnh bằng đức tin đó có quyền năng của Chúa Thánh Linh. Ngài tác động trên chúng ta, Ngài mặc lấy cho chúng ta và Ngài thay đổi đời sống của những người đến ở trong trung tâm. Thưa quý vị, chúng ta sẽ nói về điều đó nhiều hơn. Cái chữ giáng trên đó là những người được báp têm trong Thánh Linh, có Thánh Linh ở bên trong. Báp têm Đức Thánh Linh là dành cho con cái Chúa, và đây là sự trang bị quyền năng của Chúa ở trên người đó, để người đó phục vụ. Giáng trên, Ngài giáng trên người đó, rõ ràng là có một cái sự tác động, một cái sự trực tiếp từ nơi thiên đàng, Ngài giáng trên họ. Ở trong Công Vụ Sứ Đồ đoạn 2 thì nói đến lửa của Chúa Thánh Linh ở trên mỗi người như thế này nè quý vị. Chúng ta xem phim thì chúng ta thấy Kinh Thánh cũng nói rằng trong ngày lễ ngũ tuần thì các môn đồ nghe tiếng gió thổi ào ào. Thánh Linh Chúa đến thì nó có những cái tác động vật lý nữa, chứ không phải tự nhiên nó không không vậy đâu. Nhưng mà tôi đọc đến đây lúc nào tôi cũng nổi da gà hết, tôi cũng nổi da ốc hết. Bởi vì đó là một cái sự kiện chấn động và có thật. Chúng ta đọc lại trong Công Vụ Sứ Đồ đoạn 2, câu 1 cho đến câu 4. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ, thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Dạ quý vị, giáng trên họ, Chúa giáng trên họ bằng những cái hình thức như thế này. Tôi không biết là quý vị có cái kinh nghiệm gì khi mà Chúa Thánh Linh giáng trên chúng ta. Tôi nhớ năm 1988 khi tôi được báp têm trong Thánh Linh, tôi khóc nhiều lắm. Người tôi thì khó khóc, tôi cười thì dễ. Quý vị, cái gì tôi cũng dễ cười hết, nhưng mà để mà tan vỡ trong Chúa đó với tôi nó khó lắm. Nhưng mà khi Chúa Thánh Linh đến trên tôi, nó có cái cảm giác, có một cái sức mạnh ào lên trên đời sống của tôi. Lúc đó tôi cũng chờ đợi lưỡi lửa lắm, nhưng mà Chúa đến trên mỗi người một cách của Chúa, tôi cũng chờ đợi lắm mà không thấy cái đầu của mình nó vẫn khô queo, nó không có cái gì ướt át, không thấy dầu đâu hết, nhưng mà thấy tấm lòng của mình nó tan chảy ra. Quý vị có những cái câu chuyện tuyệt vời mà quý vị không bao giờ quên về cái cảm giác Thánh Linh của Chúa đến đây dễ trên đời sống mình một lần duy nhất trong cái thời điểm đó. Chúng ta có thể tìm lại cái cảm giác đó, có thể không được, nhưng mà chúng ta sẽ không bao giờ quên khi Thánh Linh Chúa đến, Ngài ấn chứng cho chúng ta, Ngài giáng cho chúng ta, phải không quý vị? Mỗi người đều có những cái câu chuyện mà tôi muốn nghe quý vị kể, câu chuyện đó ngọt ngào lắm, không có gì có thể đổi lại được cái điều đó. Ngài giáng trên chúng ta rồi, quyền phép của Chúa ở trong cái câu Kinh Thánh Công Vụ đồng 1 câu 8, vừa như cái quyền phép này đó, nó giống như ở trong cái tiếng Hy Lạp đó là dynamic, nó là một cái nguồn năng lực, một cái động năng. Quý vị thấy một cái máy mà nó phát điện đó, nó phát ra, nó cứ phát ra điện để mà hoạt động, thì
cái định nghĩa của quyền phép Chúa Thánh Linh đến trên chúng ta, đó là một cái nguồn, một cái source, đó là một cái nguồn ở trên đời sống của chúng ta và không bao giờ cạn. Nó khác với cựu ước. Khi Thánh Linh của Chúa đến trên một người ở cựu ước, rồi Ngài đến, Ngài cho họ nói tiên tri, Ngài sức dầu cho họ làm một việc gì đó, như Samson có sức mạnh để mà giết 600 kẻ thù nghịch, người Philistine, kẻ không cắt bì. Rồi sau đó thì ông trở lại bình thường. Nhưng mà chúng ta, Kinh Thánh nói rằng, quyền phép của Chúa đến giống như là một cái động năng. Mỗi người trong chúng ta là một nhà máy phát điện, chúng ta tự phát ra. Bởi vì Chúa là động lực cho chúng ta, động năng trên chúng ta, và chúng ta trở thành một cái máy phát. Ở đây nói cho quý vị dễ hiểu, là một con người có năng lực ở trong Chúa, và tiếp tục cái nguồn năng lực đó nó tạo ra cái ảnh hưởng và sức mạnh cho những người xung quanh. Quý vị thấy ơn Chúa cho chúng ta lớn không? Lớn chứ, không phải dễ đâu, không phải giỡn đâu quý vị. Có nhiều người nói rằng, ôi cầu nguyện tiếng lạ, tôi cũng cầu nguyện được nè. Họ bắt đầu họ xì xô trong vòng 3 phút mỗi miệng. Tại vì cái người mà giả bộ đó thì sẽ mệt và sẽ bỏ cuộc. Nhưng mà tôi hỏi quý vị nè, khi mà quý vị cầu nguyện trong ân tứ tiếng mới, quý vị cầu nguyện 3 tiếng được không? Được. Quý vị cầu nguyện 4 tiếng được không? Được. Quý vị cầu nguyện từ sáng tới chiều được không? Được. Quý vị có làm bộ quý vị cũng không được nữa. Bởi vì đó là cái năng lực mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta từ bên trong chúng ta. Và thưa quý vị, cái người mà đang nói chuyện quý vị, hay là nói là cái máy đấy nè, con người này nó còn hơn cả máy móc nữa, nhiều lắm. 30, tính đến nay là 36 năm cầu nguyện trong ân tứ Thánh Linh Chúa. Không mòn mỏi, không cần phải thay pin, không cần phải thay một cái bộ phận gì hết. Anh bà chị em thấy đặc biệt không? Bởi vì đó là công việc của Thánh Linh trên đời sống của chúng ta, mà chúng ta không cần phải thay bất kỳ bộ phận nào của cơ thể. Bởi vì chúng ta trở nên cái nguồn động năng ở trong chúng ta. Chúng ta có cái nguồn động năng đó bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Đó là quyền phép, cái chữ quyền phép ở trong công vụ sứ đồ đồng mộc câu 8 là như vậy. Quý vị có thể đặt tay trên người đau được chữa lành, quý vị đuổi quỷ, quý vị cầu nguyện để giải cứu một người bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh trên đời sống chúng ta, không phải bằng năng lực của chúng ta. Như Sacheri đoạn 4 câu 6 là Chúa phán rằng, ấy chẳng phải bởi quyền phép, bởi chẳng phải bởi năng lực, bèn là bởi thần của Đức Giê-hô-va. Đó là câu Kinh Thánh nói về công vụ đoạn 1 câu 8. Hôm nay quý vị suy gẫm về đoạn 1 câu 8, quý vị thấy báp têm trong Thánh Linh để chúng ta nhận lấy quyền phép của Đức Chúa Trời là như vậy. Rồi, không chỉ như vậy, chúng ta nhớ rằng quyền phép của Chúa đến cho chúng ta để chúng ta làm chứng về Chúa khắp nơi ở trên đất này. Quý vị có thể làm chứng về Chúa không phải bằng năng lực của mình, bởi Thánh Linh của Chúa ở trên môi miệng chúng ta, trong lời làm chứng của chúng ta để bắt phục mọi người đến với Chúa. Mọi người đến với Chúa là bởi Thánh Linh của Chúa qua lời nói chúng ta để bắt phục họ đến với Chúa, chứ không phải bởi tài năng của riêng chúng ta đâu. Công việc của Thánh Linh đầy dẫy trên chúng ta để đến làm việc đó đó. Chứ Ngài không làm việc gì khác hết. Ngài đẩy dẫy trên chúng ta để mở mang nước của Chúa. Như vậy, báp têm Đức Thánh Linh là chúng ta được ngập tràn ở trong Thánh Linh của Chúa. Quý vị biết cái chữ báp têm đó có nghĩa là nhúng xuống. Khi mà ông Giăng Baptist, ông đến để làm báp têm, thì ông nhúng mọi người xuống. Phép báp têm, cựu ước và đầu tân ước là sự ăn năn và sự tha tội. Đó mà nhấn họ xuống, diêm họ xuống dưới nước và họ trỗi lại, họ trỗi dậy, được tha thứ. Nhưng mà báp têm trong Chúa Giêsu đó là sự tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, là đồng chết và đồng sống lại với Chúa Giêsu. Hai cái hình thức cũng nhúng xuống. Khi mà nhúng xuống ở trong Chúa Giêsu, người đó đã chết con người cũ và đã sống lại một con người mới hoàn toàn. Nhưng mà báp têm trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời là người này cũng được nhúng ở trong sự đầy dẫy, sự đầy tràn của Chúa Thánh Linh. Có nghĩa là quý vị, cuộc đời của quý vị như ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 nói rằng hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh. Cái chữ đầy dẫy đó có nghĩa là chúng ta được nhúng ở trong cái sự hiện diện của Chúa Thánh Linh. Chúng ta được nhúng ở trong quyền năng của Chúa Thánh Linh và chúng ta ở trong đó. Đơn giản là ở trong sự hiện diện của Chúa một cách đầy đủ và đầy trọn. Báp têm Thánh Linh là như vậy đó, thưa quý ông bà anh chị em. Dấu hiệu của báp têm Thánh Linh là cầu nguyện trong tiếng mới. Như tôi đã giới thiệu quý vị từ ban đầu, có những người như mục sư Billy Graham,
Và những mục sư mà tôi được biết như là ông A.B. Simpson là người sáng lập nên Hội Thánh Giáo hội Việt Nam Phúc Âm Liên Hiệp, ngày hôm nay là CMA, là Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Ông là một người đầy dạy Đức Thánh Linh, và ông đã khẳng định rằng tôi không có cầu nguyện trong ân tứ tiếng mới, nhưng mà tôi là người tin vào các quyền năng dấu kỳ và phép lạ. Tôi là người nhờ cậy Chúa Thánh Linh để cầu nguyện chữa lành. Ông A.B. Simpson là một người có ân tứ về sự chữa lành. Và trong cái dấu hiệu của cái con dấu của CMA cho đến ngày hôm nay, và trong điều lệ và hiến chương của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, cũng còn có cái niềm tin, có một cái câu tuyên bố rằng họ tin vào sự chữa lành thiên thượng của Đức Chúa Trời. Cho nên quý vị, tôi không nói ở đây hầu hết tất cả là nói trong cái ân tứ tiếng mới, nhưng mà có những người đặc biệt như vậy, tôi muốn nói quý vị để cho quý vị có thể mở rộng cái sự hiểu biết của mình ở trong một cái người mà nhận được ân tứ, được đầy dạy Đức Thánh Linh đó, thì có những hầu hết 99% có thể khẳng định rằng trong công vụ sứ đồ, 100% công vụ sứ đồ là những người cầu nguyện trong ân tứ tiếng mới hết. Họ nhận tiếng mới, dấu hiệu của họ hoàn toàn là dấu hiệu của sự đại diện Đức Thánh Linh, đó là cầu nguyện trong ân tứ tiếng mới. Nhưng mà có hai nhân vật mà tôi liệt kê ra, qua có nhiều người khác nữa, có thể họ nói họ biết là họ đại diện Đức Thánh Linh, họ bước đi trong Đức Thánh Linh, thì nhưng mà họ không có cái dấu hiệu của việc cầu nguyện tiếng mới. Nói ở đây để quý vị không có tập trung vào một cái thái cực nào quá, để cho chúng ta có một cái sự dung chịu, một cái sự cân bằng mà chúng ta không có nghiêng gì thái cực nào quá. Trở lại với bài học của chúng ta ở đây, dấu hiệu của sự nhận báp têm Thánh Linh là cầu nguyện trong tiếng lạ. Tôi là người kinh nghiệm điều này, và tôi khẳng định với quý vị rằng khi tôi được đầy dạy Đức Thánh Linh ở trong Thánh Linh của Chúa, thì tôi có cái dấu hiệu, tôi nhận được cái dấu hiệu đó. Và anh chị em, nếu như anh chị em có cùng một cái dấu hiệu như vậy, thì quý vị cảm ơn Chúa, bởi vì đây là cái dấu hiệu để cho biết rằng quý vị được đầy dạy Đức Thánh Linh. Rất là đơn giản, bởi vì Kinh Thánh nói về điều đó. Chúng ta trở lại với công vụ đoạn 2, từ câu 1 cho đến câu 4, để chúng ta khẳng định về điều chúng ta đang nói. Đến ngày lễ ngũ tuần, các môn đồ tập hợp tại một chỗ, thình lình có một tiếng động từ trời như tiếng gió thổi mạnh đầy cả nhà môn đệ ngồi, có những lưỡi lửa như lửa xuất hiện rải ra và đậu trên mỗi người, tất cả đều đầy dẫy Thánh Linh, bắt đầu nói các ngôn ngữ khác theo như Thánh Linh cho họ nói. Quý vị để ý cái câu cuối câu 4 đó, tất cả đều đầy dẫy Thánh Linh. Khi mà tất cả được đầy dẫy Đức Thánh Linh, bắt đầu nói các ngôn ngữ khác theo như Thánh Linh cho họ nói. Họ bắt đầu nói các ngôn ngữ khác theo như Đức Thánh Linh cho họ nói. Đây là công việc của Thánh Linh của Chúa, bởi vì Ngài ban cho, Ngài cho họ nói thì họ nói được. Dấu hiệu của một người đầy dẫy Đức Thánh Linh là bắt đầu khởi sự nói các thứ tiếng. Đây là một cái định nghĩa của hầu hết những người theo trường phái ngũ tuần. Và tôi nhắc lại cho quý vị, ở trong lịch sử của phong trào ngũ tuần cho đến ngày hôm nay, tuần rồi tôi có nói đó, có nơi thì nói rằng có 600 triệu tín hữu cầu nguyện trong ân tứ tiếng mới. Có nơi thì nói rằng có 800 triệu tín hữu cầu nguyện trong ân tứ tiếng mới. Con số nó xê xích nhiều lắm đó. Nhưng mà tự chúng ở một chỗ rằng cái số người mà cầu nguyện đầy dẫy Đức Thánh Linh và cầu nguyện trong ân tứ tiếng mới nó chiếm hơn phân nửa, hoặc là phân nửa cái số tín đồ ngày hôm nay trên toàn thế giới. Ngày hôm nay trên toàn thế giới có khoảng 2,3 hay là 2,7 tỷ người. Tôi không nhớ chính xác. 2,7 tỷ người, nhưng mà nếu mà là 800 triệu người thì gần phân nửa rồi, quý vị thấy không? Cứ hai người thì có một người được đầy dạy Đức Thánh Linh và cầu nguyện trong ân tứ tiếng mới. Cho nên không hẳn là chúng ta kết luận rằng như Kinh Thánh thì nói rằng một người đầy dạy Đức Thánh Linh thì cầu nguyện trong ân tứ tiếng mới. Nhưng mà có những người đầy dạy Đức Thánh Linh thì họ cầu nguyện bình thường, và họ không có cầu nguyện trong cái ân tứ tiếng mới, nhưng mà họ là những người đầy dạy Đức Thánh Linh. Tôi muốn cân bằng cái chỗ này để cho chúng ta, những người chúng ta chưa có ân tứ Thánh Linh, hãy tiếp tục khao khát. Quý vị đầy dạy Đức Thánh Linh rồi mà quý vị không có cầu nguyện trong ân tứ tiếng mới, và có những người đầy dạy Đức Thánh Linh rồi, và ngay từ đó, như cái giai đoạn của tôi là 36 năm đi ở trong sự đổ đầy của Đức Thánh Linh và cầu nguyện trong ân tứ tiếng mới,
Và đối với tôi, ân tứ này là ân tứ sống còn của tôi. Đối với người khác thì không có, thì họ đi trong các ân tứ mà Đức Chúa Trời ban cho họ. Nhưng mà chúng ta sẽ đi đến đến một cái phần quan trọng nữa. Ân tứ tiếng mới là khởi điểm, là một cái cánh cửa, là một cái chìa khóa để mở cửa ra cho tất cả các ân tứ khác. Bởi vì chúng ta yếu, bởi vì chúng ta bất toàn, cho nên chúng ta cần điều đó. Có những người nói rằng tôi không cần, và họ bước vào những cái cánh cửa khác. Tuy nhiên, Chúa cho chúng ta có một sự tự do để lựa chọn ở trong cái món quà mà Chúa ban cho chúng ta. Món quà quan trọng nhất đó là sự cứu rỗi. Kế đến sự cứu rỗi mà chúng ta nói trong phần bài học này, đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời trong sự đổ đầy của Chúa Thánh Linh. Một người muốn nhận được Thánh Linh, Đức Chúa Trời và ân tứ của Ngài, thì người đó phải được cứu rỗi. Người đó phải được tái sanh. Người đó phải tin nhận Chúa Giêsu, rồi họ sẽ nhận cái món quà kế tiếp. Tôi có thể cho quý vị món quà của tôi, và quý vị có quyền từ chối. Tôi biết một sư đông, tôi thân một sư đông, tôi thương ông, nhưng mà tôi không có nhận món quà của ông đâu, bởi vì món quà này tôi không cần. Món quà này nói chỉ không cần thì hơi hơi sổ sàng quá, bởi vì món quà này tôi nghĩ rằng tôi chưa cần trong lúc này, có thể tôi cần trong những lần khác. Quý vị sẽ có một cái sự lựa chọn, bởi vì đây là cái món quà mà Chúa cho chúng ta. Trở lại với bài học của chúng ta, cái phần thứ năm mà chúng ta đang nói đến, đó là một người đầy dẫy Thánh Linh, thì cái dấu hiệu của cái người, đa phần cái dấu hiệu đó là gì? Đó là cầu nguyện trong tiếng lạ. Kinh Thánh cho chúng ta biết dấu hiệu của báp têm Thánh Linh là mọi người khởi sự nói tiếng lạ, như ở trong Công vụ Sứ đồ đoạn 2 từ câu 1 cho đến câu thứ 4 mà chúng ta đọc ở đây. Quý vị thấy rõ rồi phải không ạ? Rõ ràng. Và tôi, đối với tôi thì hầu hết những người được đầy dẫy trong Thánh Linh của Chúa đó thì họ cầu nguyện trong ân tứ tiếng mới. Cái câu hỏi của bài học này đó là báp têm Đức Thánh Linh có phải là công đoạn 2 sau sự cứu chuộc không? Đây là câu hỏi mà chúng ta thường nghe lắm. Và thưa quý vị, thứ nhất, chúng ta trả lời cho câu hỏi này thì báp têm Đức Thánh Linh trong Đức Thánh Linh chỉ dành cho người đã tin Chúa và được tái sanh, như là tôi đã nhắc lại với cái điều mà tôi đã nói, phải không ạ? Chúng ta tin Chúa thì chúng ta để mà được báp têm Thánh Linh thì phải tiếp nhận Chúa Giêsu và trở nên con cái của Ngài, kinh nghiệm Chúa Giêsu rồi mới nhận sự đổ đầy trong Thánh Linh. Ở trong chúng ta sẽ nói đến hai điều này, rồi chúng ta sẽ kết thúc bằng sự cầu nguyện, và chúng ta sẽ có những câu hỏi đặt ra buổi tối hôm nay. Có hai cái câu chuyện mà chúng ta sẽ suy nghĩ đến sau công đoạn tái sinh mới đến công đoạn báp têm trong Thánh Linh. Quý vị có nhớ Công vụ đoạn 8 câu 12 nói đến một cái cơn phấn hưng xảy ra ở tại thành Samari bởi sứ đồ, không phải sứ đồ mà là bởi chấp sự Philip. Ông chấp sự Philip này không phải là một sứ đồ và cũng không phải là một môn đồ của Chúa. Ông được bầu cử vào trong cái ban phó tế hay là cái ban điều hành của hội thánh lúc bấy giờ để chuyên làm những việc trợ tế cho mọi người, chấp sự ở trong việc lo lắng mọi sự, chấp sự là như vậy đó, của hội thánh đầu tiên. Thì ông cũng được sai đi, ông được Chúa cảm động, Chúa đưa ông đi giảng tin lành ở một cái thành Samari. Chúng ta nghĩ mấy ông chấp sự, mấy ông chỉ lo dân hiến, đếm tiền, và đi lo thăm viếng, đi lo dạy đạo thôi. Không có đâu quý vị. Ở trong Công vụ Sứ đồ, chấp sự hay là sứ đồ hay môn đồ, họ cũng giảng tin lành hết á. Họ không có phân biệt đâu. Và cái sự bắt bớ xảy ra lúc bấy giờ ở tại Jerusalem đã khiến cho Philip được Chúa đưa đi đến một cái thành Samari. Tức là ông đi từ xứ Jude, ông đi đến Samari. Tôi không biết là cái khoảng cách nó khoảng bao xa. Có thể đi từ Sài Gòn ra miền Trung hay Hà Nội vào miền Trung. Nhưng mà trong cái câu chuyện này là đi từ miền Nam đi ra miền Trung. Và ông Philip, ông đã đi đến thành Samari để giảng đạo. Ở đây đó thì Kinh Thánh nói rằng ở trong câu 12, nhưng khi nghe Philip truyền giảng phúc âm về nước Đức Chúa Trời và danh Chúa Giêsu, Chúa cứu thế Giêsu, thì họ đều tin và chịu phép báp têm cả nam lẫn nữ. Quý vị để ý cái chỗ này nè. Khi mà người ta nghe về danh Chúa Giêsu thì họ ăn năn và chịu phép báp têm. Đây là một cái việc rất là bình thường của hội thánh ngày hôm nay, phải không ạ? Nhưng mà Kinh Thánh không có dừng lại ở chỗ này. Chúng ta muốn tranh luận với nhau á, chúng ta mở ra trong Công vụ Sứ đồ đoạn 8 chỗ này, bởi vì nó bày tỏ ra hết những gì mà chúng ta thắc mắc. Thì ông Philip, ông đi ông giảng tin lành và có nhiều người nam người nữ tin Chúa lắm, và ông làm báp têm cho họ.
chỗ này không có dừng lại, đi tiếp. Trong công vụ đoạn 8 từ câu 14 đến câu 16, nghe tin dân chúng Samari đã tiếp nhận đạo Chúa, các sứ đồ ở Jerusalem liền sai Phi-e-rơ và Giăng xuống thăm. Đến nơi, hai ông cầu nguyện cho các tín hữu nhận lãnh Thánh Linh, vì Thánh Linh chưa giáng xuống trên người nào cả, họ chỉ mới chịu phép báp têm nhân danh Chúa Giê-xu mà thôi. Từ từ chúng ta sẽ thấy bắt đầu lộ ra rằng tôi có nên nhận báp têm Thánh Linh hay không. Hồi nãy thì ta nói rằng có người thì nhận, có người muốn nhận, có người không muốn nhận. Có người thì có hiển lộ, có người không có hiển lộ. Nhưng mà ở đây Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta rằng sau khi những người nam, người nữ tin Chúa rất đông, được báp têm bằng nước rồi, thì cái công đoạn thứ hai á là hội thánh bắt đầu cử hai sứ đồ tới. Hai sứ đồ tới để hỗ trợ cho ông Philip. Và ở đây cái chuyện gì xảy ra? Kinh Thánh nói rằng đến nơi hai sứ đồ này đã cầu nguyện cho các tín hữu nhận lãnh Đức Thánh Linh. Họ cầu nguyện cho các tín hữu nhận lãnh Đức Thánh Linh. Mà nhận lãnh Đức Thánh Linh và Kinh Thánh nói rằng vì Thánh Linh chưa giáng xuống trên người nào cả. Như vậy quý vị có ngạc nhiên là nhận lãnh Thánh Linh là sao không? Nhận lãnh Thánh Linh nó phải có cái gì đó để người ta biết là họ được nhận lãnh Thánh Linh chứ. Phải không ạ? Và chúng ta sẽ đi đến một cái đoạn Kinh Thánh khác để hỗ trợ cho điều tôi trình bày cho quý vị. Cũng trong công vụ đoạn 8 câu 17, rồi hai ông đặt tay trên các tín hữu thì họ đều nhận lãnh Thánh Linh. Simon nhận thấy hễ các sứ đồ đặt tay trên ai thì Thánh Linh được ban cho người ấy, liền dâng tiền bạc cho hai sứ đồ và yêu cầu: như vậy hai ông có thể cho tôi cái quyền đó được không? Quý vị biết cái câu chuyện của thuật sĩ Simon rồi phải không ạ? Nhưng mà cái câu hỏi được đặt ra ở đây đó là ông ta thấy cái gì? Tự nhiên đặt tay lên thì cái người đó được nhận lãnh Thánh Linh. Như vậy thì có cái gì đó phải bày tỏ ra, phải lộ ra. Và ông thuật sĩ Simon ông thấy cái gì cho nên ông mới lấy tiền, ông đút lót cho hai sứ đồ. Quý vị thử để ý coi, đó là cái gì vậy? Đó không phải là tiếng lạ sao? Đó không phải là cái sự cầu nguyện trong Thánh Linh sao? Cho nên một số nhà nghiên cứu Kinh Thánh mà theo trường phái ngũ tuần đó, theo trường phái ân tứ đó, thì họ nói cái chỗ này nè, và tôi cũng đồng ý nữa quý vị. Có cái gì đó nó hiển lộ, chứ không phải là quý vị yên lặng, quý vị cười, nụ cười giống như tôi, tươi thiệt tươi, quý vị nói tôi đầy dậy Đức Thánh Linh. Thì người ta nói tôi cũng cười được vậy, đúng không ạ? Giống như cô Đào Võ cũng cười thì ai cũng nói cô cũng cười được như cô thôi, đâu có gì lạ đâu. Nhưng mà khi mà hai sứ đồ đặt tay lên thì các môn đồ họ cầu nguyện trong ân tứ tiếng mới chăng? Kinh Thánh không nói rõ, nhưng mà ông Simon ổng đã thấy cái dấu hiệu gì đó lạ lắm, thấy cái gì lạ lắm đã xảy ra ở trên những cái người nam người nữ mới tin Chúa này. Tôi đi qua cái công vụ đoạn 19 câu 2 tới câu 5 để khẳng định cho quý vị cái điều gì xảy ra khi một người được đầy dậy Thánh Linh. Người hỏi rằng, từ khi anh em tin ở trong công vụ đoạn 19 nha quý vị, có nhận lãnh được Thánh Linh chăng? Trả lời, chúng tôi cũng chưa nghe có Đức Thánh Linh nào. Người lại nói, vậy thì anh em chịu báp têm nào? Trả lời rằng, phép báp têm của Giăng. Phaolô bèn nói rằng, Giăng đã làm phép báp têm bằng sự ăn năn tội và truyền dân phải tin đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Đức Chúa Giê-xu. Chúng nghe bấy nhiêu lời bèn chịu báp têm nhân danh Đức Chúa Giê-xu. Ở trong cái vụ đoạn 19 từ câu 6 tới câu 7, sau khi họ báp têm rồi đó, Phaolô đặt tay trên thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng cho nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri. Quý vị, đây là dấu hiệu rõ ràng nhất mà quý vị có thể chấp nhận, quý vị có thể tin tưởng Kinh Thánh đã chép. Khi mà ông Phaolô, ở đây không phải là sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng nữa, mà sứ đồ ông Phaolô đặt tay trên những tín hữu mới này, họ vừa mới chịu báp têm, họ mới tin Chúa Giê-xu, họ mới chịu báp têm. Như ở trong công vụ đoạn 8, ở đây là công vụ đoạn 19, thì những người này đã tin Chúa rồi, và bây giờ báp têm trong Chúa Giê-xu rồi, bằng nước rồi, và bây giờ Phaolô đặt tay lên, thì họ bắt đầu nói tiên tri, và bắt đầu nói những cái ngôn ngữ ngoại quốc. Cái chữ ngoại quốc ở đây là họ nói những cái tiếng không phải là tiếng Do Thái mà họ chưa từng học. Rồi đặt tay lên thì có. Quý vị nhớ khi mà một sư Trung hay một sư Phương hay là bất kỳ cô Ngoan hay là thầy Hoàng mà cầu nguyện cho quý vị, đặt tay lên cho quý vị, và khi đó quý vị cảm thấy không kiểm soát được, có cái gì đó xảy ra trong cuộc đời của con, sao tự nhiên con thấy con không thể kiểm soát được, và quý vị bắt đầu có cái gì đó quặn thắt trong quý vị và tràn trên quý vị và bục nổ ra, giống như là
là một cái dynamic, một cái nhà máy phát điện bắt đầu nó hoạt động lên, có một cái năng lực dồi dào, quý vị bắt đầu phát ra một cái ngôn ngữ mà quý vị chưa bao giờ học. Đừng có sợ, đó là ân tứ thánh linh của Đức Chúa Trời đến trên quý vị. Và như bài học tuần rồi tôi nhắc cho quý vị, khi Ngài bắp tên cho chúng ta, Ngài sẽ bắp tên cái lưỡi chúng ta đầu tiên, thay đổi ngôn ngữ của chúng ta. Có một người tối ngày cái đòi chết hoài, cái gì cũng muốn chết hết, vui thì vui cũng muốn chết, vui muốn chết, bực muốn chết, ghét muốn chết, thương cũng muốn chết nữa. Cái chữ chết đó, đó lúc nào trên cái miệng của người đó đó, thấy không à? Hạnh phúc muốn chết, hạnh phúc mà còn muốn chết đó, tại vì cái miệng quen rồi. Nhưng mà khi mà Chúa Thánh Linh báp têm trên họ, họ cầu nguyện trong ân tứ tiếng mới, như hồi nãy thầy Hoàng hướng dẫn, thầy Hoàng cầu nguyện trong ân tứ tiếng mới, mà tôi thấy nhiều anh chị em cầu nguyện trong ân tứ tiếng mới. Ngài thay đổi cái lưỡi của chúng ta, Ngài báp têm cái lưỡi chúng ta, Ngài lột lưỡi chúng ta, để chi? Để chúng ta không còn nói bậy nữa, chúng ta không cần nói lời sân si nữa, chúng ta không còn nói lời tiêu cực nữa. Ngài lột, Ngài thay đổi chúng ta hoàn toàn từ bên trong ra bên ngoài. Một người quen chửi thề, một người quen hút thuốc, đốt thuốc tối ngày, nhưng mà khi được bắt tay nó lên, cái này không cần nữa, cái này tôi thấy nó không có hợp với tôi thấy đời sống của tôi là phải nói chuyện đàng hoàng chứ không chửi thề nữa, không còn văn tục nữa. Quý vị muốn điều đó không? Thì quý vị hãy nhận lãnh Thánh Linh của Chúa. Và khi Thánh Linh của Chúa đến trên chúng ta thì không phải đến một cách tự nhiên, bình thường, nhưng không đâu. Ngài kèm theo cái món quà của Ngài cho chúng ta. Một trong những cái món quà rất rõ ràng và hiển lộ, quý vị đọc lại trong công vụ sứ đồ đoạn 8 và sứ đồ đoạn 19 đi. Hễ mà các sứ đồ hay là chấp sự đặt tay lên trên những môn đồ, những tín hữu đó, thì họ cầu nguyện trong ân tứ tiếng mới, họ nói tiên tri và họ nói những cái lời những cái lời cao trọng về Đức Chúa Trời, họ cầu nguyện trong ân tứ tiếng mới. Và đó là những gì tôi đã trải qua quý vị. Tôi nhớ có một cái kỷ niệm rất là đẹp. Khi tôi được đầy dạy Đức Thánh Linh, tôi cầu nguyện trong ân tứ tiếng mới. Một ngày kia tôi đang cầu nguyện, thì tự nhiên tôi nghe một cái tư tưởng đến trong cái tâm trí tôi, rằng con chuẩn bị đi xuống nhà, con sẽ gặp một người đến để đưa cho con một quyển kinh thánh. Tôi nghe rõ ràng như vậy, và tôi không biết tại sao. Và tôi chuẩn bị đi xuống, thì tôi nghe tiếng chuông bấm ở dưới nhà. Và tôi đi xuống, và tôi gặp cái người đó, tôi nói chuyện và trao đổi với người đó. Tôi nhận được cái món quà của họ về quyển kinh thánh, và tôi sẽ tặng cái quyển kinh thánh đó lại cho một tín hữu khác khi họ cần. Tại sao tôi nghe được những cái tiếng đó? Sau khi tôi được đầy dạy Đức Thánh Linh, tôi được dầm thấm trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời, và Ngài thay đổi tôi, Ngài nhắc nhở tôi, Ngài hướng dẫn tôi, và Ngài chỉ dẫn tôi, và quan trọng nhất là Ngài bảo vệ, Ngài đầy dẫy trên đời sống của mình, để cho mình không có cơ hội hay là không bị rơi vào cái đời sống cũ nữa. Đó là những gì mà tôi chia sẻ cho quý vị. Và đến bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần đặt câu hỏi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài học của chúng ta tối hôm nay. Tuần sau tôi sẽ nói đến cái phần cuối của bài học, rồi chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận như ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin trao lại thời gian cho người hướng dẫn buổi học của chúng ta tối hôm nay. Cảm ơn quý vị. Ơn Chúa, hallelujah. Quý vị có cảm thấy được phước không ạ? Để chúng ta có được phước, chúng ta ngợi khen Chúa và chào vỗ tay được không ạ? Hallelujah, Chúa ngài đang ở đây. Cảm ơn Chúa. Mục sư cứ hỏi đi hỏi lại, quý vị có muốn được báp têm Đức Thánh Linh không? Có một câu. Tôi thấy rất là nhiều người đúng không ạ? Hồi xưa trước kia tin Chúa cũng vậy, rất là khao khát, đặc biệt là ai đến có một buổi gì đấy và bảo rằng là đến để cầu nguyện, để báp têm Đức Thánh Linh, rất là háo hức. Nhưng cầu nguyện mãi chưa được báp têm. Thế nhưng mà đến khi đúng thời điểm của Chúa thì Chúa giúp đỡ. Và tạ ơn Chúa, khi nhận được báp têm Đức Thánh Linh thì mỗi người có một cảm giác giống như mục sư nói, nhiều người vỡ òa đúng không ạ? Không biết là quý vị thế nào? Tạ ơn Chúa. Quý vị có câu hỏi gì gửi đến mục sư không ạ? Vậy tất cả chúng ta đều có thể giơ tay để tham gia phần hỏi đáp. Con xin đọc một câu hỏi của một bạn gửi đến như thế này ạ. Mục sư ơi,
các phương cách truyền giáo của hội thánh đầu tiên, họ bắt đầu truyền giáo đến một khu vực hoặc một thành phố như thế nào ạ? Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi này, cảm ơn người đã hỏi. Vâng, chúng ta nếu như chúng ta đọc Kinh Thánh ở trong công vụ sứ đồ đó, chúng ta sẽ rút ra các phương cách của họ rất là thực tế. Dạ. Thứ nhất thì chúng ta sơ lược qua việc mà truyền giáo của hội thánh đầu tiên. Thì trước nhất thì chúng ta thấy rằng đầu tiên đó thì họ chưa có cái kinh nghiệm gì để mà họ đi ra hết trơn á, thì họ thường tụ nhau lại ở trong cái buổi buổi ăn chung. Và đây là điều mà tôi đã chia sẻ cho hội thánh nơi tôi quản nhiệm cách đây không lâu về phương cách mà hội thánh bắt đầu sinh hoạt và phát triển hội thánh. Thì đầu tiên là họ cùng hiệp lại với nhau ở trong cái buổi buổi ăn chung với nhau. Mỗi ngày họ đều nhóm lại hết trơn á. Thì công vụ sứ đồ đoạn 2, dưới mà chúng ta đọc từ câu 42 cho đến câu 47 đó, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Công vụ sứ đồ đoạn 2 câu 47 thưa quý vị, nói đến cái phương cách đầu tiên mà họ chưa có biết đi ra, họ chưa có đi ra, nhưng mà lúc đó thì người ta tìm đến họ. Những người ở tại Jerusalem họ vẫn còn hỏi, ồ tiếng lạ là gì? Quý vị không có học tiếng của xứ chúng tôi mà sao quý vị biết nói? Quý vị đọc ở trong công vụ đoạn 2, sau cái câu 5 trở đi đó, quý vị thấy người ta ngạc nhiên và người ta cứ chạy đến ở trong cùng các môn đồ ở tại Jerusalem và họ muốn gia nhập vào trong gia đình của các môn đồ, các tín hữu đầu tiên như thế. Và trong cái ngày lễ ngũ tuần thì có tới 3.000 người tin Chúa. Nhiêu đó thôi, Chúa giao 3.000 người, đó là 3.000 người mới hoàn toàn đó, người ta tự nguyện đến, người ta đến để người ta tin Chúa, đó là cái phương cách thứ nhất. Và các môn đồ, các sứ đồ và hội thánh đầu tiên phải làm gì với 3.000 người đó? Ở trong công vụ sứ đồ đoạn 4 thì con số nó tăng đến 5.000 người. Tôi rất thích lịch sử của hội thánh đầu tiên ở cái chỗ đó. Và bắt đầu họ phải củng cố, họ phải bắt đầu mở ra những cái buổi học kinh thánh ở tại tư gia. Giống Việt Nam không quý vị? Giống y chang phải không ạ? Hay là nói cách khác, Việt Nam giống y chang như là kinh thánh thời kỳ ban đầu. Quý vị ơi, không chỉ chúng ta đến nhà thờ, chúng ta đến nhà hội mới là hội thánh, nhưng nhóm ở nhà, nhóm tư gia mà kinh thánh nói rằng mỗi chỉ có 2 tới 3 người nhân danh Chúa Giêsu nhóm lại thì Ngài ngự giữa họ, đó là hội thánh rồi đó. Đó là những người bước ra khỏi thế gian, hội thánh là những người bước ra khỏi thế gian. Và các môn đồ hội thánh đầu tiên có cái phương cách đó là mở cửa nhà mình để cho những người mới tin Chúa đến. Và kinh thánh nói rằng ngày nào họ cũng bẻ bánh hết. Họ bẻ bánh, họ kỷ niệm Chúa chịu thương khó và Chúa sống lại vì họ. Rồi họ ăn uống, thông công, ăn uống với nhau. Ở trong câu 48, câu 46 của công vụ sứ đồ, ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ. Còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà. Và đó là cái cách mà họ mời bạn bè tới. Họ mời những người chưa tin trong lối sớm tới. Họ mời những người ở trong công ty tới. Và đa số là những người làm nô lệ, quý vị, lúc bấy giờ họ về rất trễ. Có thể nói đến cái bối cảnh của hội thánh đầu tiên đó là họ đi làm về rất trễ và họ nhóm, thường thường họ nhóm từ tối cho đến lối nửa đêm. Trong công vụ sứ đồ đoạn 20 thì có một cái anh chàng trẻ tuổi tên là Ơ-tích. Ảnh đi làm về trễ quá cho nên ảnh mới lên, ảnh nhóm chung chung với hội thánh và ảnh ngồi trên cửa sổ, chắc có lẽ vì nóng quá, ảnh lên cửa sổ anh ngồi. Và tới lối nửa đêm, cô Lô cũng giảng tới nửa đêm, tôi giảng nhanh hơn. Tôi giảng chút xíu thôi, 45 phút, nửa tiếng. Mà Paulo cũng giảng 3 tiếng đồng hồ, cũng giảng tới nửa đêm. Thì cái anh này, ông buồn ngủ quá, ông mới té từ trên lầu 3 xuống, ông chết. Quý vị thấy không? Kinh hoàng không? Dạ. Ở đây tôi muốn dừng lại, ở đây nó là những cái người mà những cái người mà lao động đó, thì họ gặp nhau vào lối chiều tối cho đến nửa đêm. Và họ thường có những cái buổi ăn, họ thường có sự thông công với nhau. Rồi họ làm gì nữa? Họ bắt đầu họ truyền giảng cho nhau. Họ dẫn những người mới đến. Đó là cái phương cách mà người ngoài họ đến, họ dẫn tới trong những cái buổi nhóm, ở trong tư gia, ở trong những cái tổ học kinh thánh. Như quý vị có những cái cơ sở mà tôi thấy Nisi 7 cũng ngồi lại với nhau, quý vị thấy những người bạn của mình, mình đưa họ đến trong cái buổi nhóm của mình. Rồi cái phương cách thứ hai mà chúng ta thấy thường nhất luôn, Chúa cho một cái cơn bắt bớ xảy ra. Thì ông
chúng ta vừa mới học á, ông Philip ông đã làm gì quý vị? Ông đã đi bộ tới Samari để ông giảng Tin Lành. Bởi vì hội thánh Jerusalem bị bắt bớ quá, ngồi lại chung với nhau thì bây giờ chánh quyền La Mã họ họ xông vào. Ông Saulơ ổng được cái trát của tòa cho phép, để mà tòa công luận cho phép để mà đi bắt và giết những sứ đồ, những môn đồ của Chúa, là đã có những người đã chết tuần đạo vì danh Chúa lúc bấy giờ, và bắt buộc cho các môn đồ và hội thánh đầu tiên phải tan rã, họ đi các vùng khác, giống như quý vị từ Hà Nội mà quý vị phải đi các nơi khác để quý vị giảng Tin Lành. Thì cái việc mà họ bắt đầu họ đi đó là Chúa khiến cho họ đã quen rồi với nhau trong việc gây dựng nhau rồi, thì bây giờ đến lúc Chúa cho họ tan rã ra và họ bắt đầu đi mỗi người một nơi và giảng Tin Lành. Thì cái việc này nhắc cho chúng ta về việc cái phương cách truyền giảng, đó là chúng ta phải đi ra. Chúng ta bắt đầu đi ra ở những cái nơi mà ở nãy Kinh Thánh ở trong công vụ sứ đồ đoạn 1 câu 8 đó, khi mình nhận lấy báp têm trong Chúa Thánh Linh đó, thì nhận lấy quyền phép để làm chứng về Chúa ở tại xứ Jerusalem, ở tại xứ Judea và Samari và cho đến cùng trái đất. Thì đây là cái phương cách đi từ từ trồng trong trong nhà của mình, trong cái nơi ở của mình, rồi chúng ta đi ra ngoài xã hội, rồi chúng ta đi các thành khác, những cái nơi công sở, những cái nơi học đường, và theo như cái khả năng mà chúng ta có. Ví dụ như tôi là một vốn tôi rất quen rất nhiều nghệ sĩ và ca sĩ. Có một ngày kia thì có một vị mục sư đặt vấn đề với tôi, nói rằng mục sư Đông có thấy có nhiều ca sĩ và nhạc sĩ tin Chúa không? Tôi nói có. Quý vị có biết ở Hà Nội có một cái người nhạc sĩ mà cách đây hơn 10 năm, khoảng 15 năm trước rất là nổi tiếng ở Hà Nội, phải không ạ? Thì anh tin Chúa, rồi sau một thời gian thì anh hầu việc Chúa, rồi anh không không thấy anh nữa. Rồi có những ca sĩ như ca sĩ Bằng Kiều, ca sĩ Hồng Nhung, quý vị cũng biết Hà Nội tin Chúa, rồi cũng thấy họ cũng sống như vậy. Thì có người mục sư này hỏi với tôi rằng làm sao để mà mình xây dựng một cái mục vụ để mà mình giảng Tin Lành và mình nói về Chúa cho giới nghệ sĩ không? Và khi họ tin Chúa rồi thì mình gây dựng họ làm sao? Bởi vì những người này tin Chúa xong rồi mất tiêu à. Tôi biết những ca sĩ, nhạc sĩ như vậy. Thì đó quý vị, tôi có cái khả năng đó để mà mình đi xông vào ở trong những cái trường phái, những cái cộng đồng như vậy. Có những người làm bác sĩ như tôi đến gặp bác sĩ, quý vị gặp bác sĩ, quý vị làm chứng, quý vị khớp dữ lắm. Nhưng mà có mấy ông bác sĩ mà tin Chúa đó, thì mấy ông nói về Chúa cho mấy ông bác sĩ khác tin Chúa. Cho nên quý vị ơi, ở ngành nào, ở vị trí nào, Đức Chúa Trời cũng muốn chúng ta xâm nhập vào đó để chúng ta nói về Chúa cho những người ở trong cùng ngành nghề với chúng ta. Thì đó là cái phương cách mà tôi thấy gần gũi nhất với chúng ta để chúng ta nói về Chúa cho những người chưa tin, để đưa họ về với Chúa. Amen. Cảm ơn quý vị đặt câu hỏi này. Vâng, cảm ơn mục sư. Có một câu hỏi tiếp theo gửi đến cho Hoan như này. Mục sư ơi, em tin Chúa 3 năm rồi mà chưa được báp têm Đức Thánh Linh. Vậy làm thế nào để em được báp têm Đức Thánh Linh ạ? Amen, amen. Vâng, cái câu hỏi này thì bạn đã hỏi trước cái bài học vào tuần sau rồi, nhưng mà không sao, nói luôn, để tuần sau mình sẽ nhắc lại. Trước nhất thì bạn có khao khát không? Cái câu hỏi này chứng minh rằng bạn đã khao khát, đúng không ạ? Chúng ta phải khao khát, nhưng mà làm sao đây? Chúng ta đi qua cái phần thứ hai. Một người phải tin Chúa, quý vị đã tin Chúa rồi. Một người phải khao khát, quý vị đã khao khát rồi, nhưng mà quý vị chưa nhận được. Bây giờ chúng ta đi qua bước thứ hai nè quý vị. Thứ hai đó là chúng ta hãy mở lòng của chúng ta, mở lòng chúng ta đối với Chúa. Bởi vì tôi đã qua cái giai đoạn này. Một ngày kia cách đây 36 năm, tôi thấy tất cả những người bạn của tôi đều cầu nguyện trong ơn tứ tiếng mới rồi, nhưng mà tôi không có cách nào để tôi cầu nguyện hết. Những người hướng dẫn tôi cũng đặt tay lên: Chúa ơi, xin Chúa ban cho Giang Đông. Lúc đó tôi còn là một thanh niên, một thiếu niên mà chuẩn bị lên thanh niên, được ơn của Chúa để cầu nguyện với chúng con. Lúc đó mọi người đều đơn sơ hết, không biết phải như thế nào, không có một cái phương cách nào để giúp hết. Và tôi cũng khóc nhiều, nói: Chúa sao kỳ quá, con khao khát mà sao con chưa nhận được. Có người thì nhấn đầu tôi xuống, đè tôi xuống, dỗ lên đầu tôi, rồi dỗ vai tôi: cầu nguyện đi, Chúa cho rồi, em còn cái gì không xứng đáng không? Nó không, em đã xứng với Chúa hết rồi, em có những cái mà nó không xứng đáng của thời trai trẻ giao cho Chúa rồi, vậy thì cầu nguyện đi, Chúa cho rồi. Mà cầu nguyện cái gì? Em mời em cầu nguyện đi, em cứ nói đi. Nên không, Chúa cho thì mình mới nói, chứ không, Chúa ban cho rồi thì em hãy lấy đức tin để cầu nguyện.
Có một cái bí quyết mà tôi khám phá ra ở cái chỗ này nè quý vị, hai điều. Thứ nhất là chúng ta cầu nguyện để nhận lãnh Thánh Linh của Chúa, Ngài đã ban cho rồi. Giống như trong cái câu chuyện dân Israel bước xuống sông Giô-đanh thì sông mới rẽ ra, quý vị nhớ ha. Ở trong sách Giô-suê đó, thì khi mà dân sự của Chúa đó họ được một cái mệnh lệnh mà Chúa truyền cho họ đến cái mé sông Giô-đanh, thì khi mà chân của các thầy tế lễ và những người khiêng hòm giao ước á, họ đặt xuống dưới sông, họ đến ngay bờ sông, sông vẫn chưa rẽ ra, thì bây giờ họ đến ngay cái mé sông, họ đặt cái chân của họ xuống thì nước sông mới bắt đầu rẽ ra, quý vị để ý không? À, rõ ràng như vậy. Thì tự nhiên lúc đó Chúa cho một vài người được khải thị điều đó, và cho tôi cũng được thấy được cái điều đó, sao mà dễ dàng quá vậy? Đúng rồi, Chúa ban cho rồi, thì bây giờ mình đặt chân xuống dưới cái mé nước sông, ngay cái bờ sông đó, mình đặt chân xuống đi cái đã. Cái việc Chúa đã rẽ ra thì Chúa đã chuẩn bị rồi, bây giờ có dám đặt chân xuống không? Và tôi đặt chân xuống dưới cái mé sông đó thì nước bắt đầu rẽ ra. À, cái hình ảnh này cho thấy chúng ta phải đi với Chúa bằng đức tin, đi bằng đức tin. Chúa cho rồi, bây giờ chúng ta đi bằng đức tin. Bây giờ đi bằng cái bước đức tin thứ hai mà tôi nói quý vị, đây là lời hứa của Chúa. Thì cái bước thứ hai đó là gì? Là chúng ta đừng có lý trí nữa, chúng ta đừng nghĩ ngợi nữa. Ôi sao được, mình là cái người nói tiếng Anh như gió, nói tiếng Hoa thì tuyệt vời, nói tiếng Hàn thì thôi không ai nói lòng mình hết, bây giờ nói tiếng lạ thì sao được. Cái chuyện này, cái lý trí của mình á, nó không cho phép mình cầu nguyện tiếng mới, bởi vì cái tiếng mới là cái tiếng đối với con người là một cái tiếng vô nghĩa. Mà ông Phaolô cũng nói rằng anh em mà nói tiếng mới thì người ta nhìn anh em nói tiếng giống như tiếng của người một cái người xin lỗi, ở trong Kinh Thánh đó là một cái người thổ dân á, một cái người thổ dân, tức là ông có ý so sánh để rồi mọi người không hiểu hiểu ông này nói gì hết, phải có cái người thông giải. Và chúng ta thường lý trí như vậy, nhưng mà nhớ rằng Đức Thánh Linh ban cho chúng ta ngôn ngữ tùy theo Ngài muốn cho chúng ta. Cho nên từ cái chỗ này đó, chúng ta phải quên đi chính mình. Nhiều khi mình cứ nghĩ mình là một nhà bác học, mình là một bác sĩ, là mình một kỹ sư, mình là một một người giáo viên ngoại ngữ, mình là một nhà toán học, mình là một người nói chung là có học thức. Có một lần thì có một cái người trong chánh quyền cách đây 20 năm gặp tôi và nói anh ông, tôi là một điều tra viên của xã hội, vậy mà tôi hỏi anh một điều nè, anh là một người có học thức. Anh là một người trí thức, nhưng mà tại sao anh lại theo những cái nhóm nói tiếng lạ như vậy? Và tôi nói anh muốn không, anh muốn kinh nghiệm không? Cái anh này nói muốn, anh muốn cái câu trả lời ngay bây giờ không? Muốn. Bây giờ tôi mời anh tin Chúa nha. Anh là một công an ở trong cái ngành điều tra, và anh muốn viết điều tra phóng sự về những người trong tư gia, mà nhờ như vậy thì họ mới hiểu. Thì anh nói không, tôi bởi vì cái ngành của tôi thì tôi không thể tin Chúa được. Tôi nói chỉ khi nào anh tin Chúa thì anh mới hiểu được những gì tôi làm. À, đó quý vị, họ họ nghĩ rằng mình là trí thức, cho nên là mình sẽ nói những cái điều này, thì tại sao mình phải nói những cái điều mà nó cái này là dành cho những người không có học thức, họ nghĩ là như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, Phaolô là người cầu nguyện tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em. Ông Phaolô quý vị, ông là một giáo sư rất là giỏi, một người Pharisee tuyệt vời, nhưng mà Chúa bắt phục ông, Thánh Linh Chúa đến cho ông. Thì cái điều mà tôi muốn nói quý vị đó là quên mình đi, quên cái vị trí của mình là một cái người đó như thế nào, nhưng mà chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời là con số không. Thì cái lúc mà tôi bắt đầu cầu nguyện trong ân tứ tiếng mới đó, khi tôi không nghĩ mình là một người học thức nữa, không nghĩ mình là một có cái địa vị nữa, trước mặt Chúa mình là cục đất sét bình thường, và để Chúa nắn lên mình theo ý muốn của Ngài, thì lúc bấy giờ tự nhiên ở trong tôi có một cái sức mạnh, một cái sức mạnh căng đầy và nó bộc phát ra ngoài, và tôi bắt đầu tôi cầu nguyện một tràng, hai tràng, ba tràng, bốn tràng, và cầu nguyện tới chiều tối. Tối hôm đó tôi trở về nhà, tôi đóng cửa vòng lại, lúc đó chưa có phòng, lúc đó nhà thì chưa có phòng, và tôi đi xuống dưới nhà dưới đó, tôi cầu nguyện. Gia đình của tôi, ba mẹ tôi rất là ngạc nhiên, chị tôi cũng nghe, ê, vậy đi. Lúc đó là nửa đêm rồi và tôi chưa ngủ, mà cái sức sống nó làm cho mình phải cầu nguyện và cầu nguyện không thôi là như vậy. Nếu mà giả bộ á, thì làm sao được?
nó có cái sức mạnh. Giả bộ quý vị cứ xì xô xì xa một hai tiếng, một hai chữ thôi đó, một hai phút thôi á, là quý vị bỏ cuộc, phải không? Tôi nói đúng không? Quý vị có kinh nghiệm ở trong thánh linh của Chúa, quý vị có thể cầu nguyện từ ngày này qua ngày khác không mệt. Và ngày hôm đó tôi đã bắt đầu cầu nguyện, tôi cầu nguyện cho đến buổi chiều, cho đến buổi tối, về nhà ăn chút xíu, tối cầu nguyện tiếp cho đến gần sáng luôn. Gia đình tôi không biết chuyện gì xảy ra cho tôi nữa, mà những ngày sau đó tôi sống trong sự vui mừng, thay đổi đặc biệt lắm quý vị. Và cái điều quan trọng mà tôi muốn trả lời cho cái câu hỏi của người hồi nãy đó, đó là quý vị hãy quên mình là ai trước mặt Chúa, hãy quên mình đi, bỏ qua hết những cái gì mà lý trí của mình. Điều đó làm sao được, đừng có nghĩ tới việc đó, là chúng ta hướng lòng về Đức Chúa Trời và sẵn sàng để khi Chúa chạm đến chúng ta rồi đó, thì chúng ta quên mình là ai. Khi đó đến khi chúng ta quên mình là ai đó, thì bắt đầu chúng ta sẽ vận hành trong cái ân tứ mà Chúa cho chúng ta. Còn nếu mà chúng ta cứ nghĩ ở cái này làm sao được, cái này làm sao được, không thể được, không thể được, thì quý vị sẽ bị mắc kẹt ở trong cái việc quý vị chưa cầu nguyện được. Quý vị, cảm ơn quý vị đã hỏi câu hỏi này. Cảm ơn sư. Con xin mời bác Nguyễn Văn Nhương ạ. Bác Nhương giơ tay ạ. Bác Nhương có câu hỏi gì tới mục sư không ạ? Dạ, kính chào bác Nhương. Xin mời bác Nhương mở microphone lên ạ. Dạ, bác mở cái micro lên. Dạ rồi. Dạ. Chào mục sư. Dạ, Bác kính Nhương chào. hôm nay mới học đúng đầu tiên. Dạ. Bác có đề hỏi câu hỏi của bác. Bác thì là sống một mình, bác có bố mẹ nhưng mà bố mẹ thì là qua đời rồi, thì là những ngày giỗ thì bác vẫn làm các thủ tục cúng giỗ bình thường, nhưng mà có một ông anh cũng qua đời rồi, nhưng ông anh thì là liệt sĩ đi chiến đi bộ đội, thì là không biết ngày mất của anh thì Dạ. là cũng cấp như nào cho nó đúng và gọi là có nghĩa và có hiếu ạ. Và sau này giả sử bác Nhương chẳng hạn mất thì là bác sẽ đi về đâu ạ? Dạ. Dạ, cảm ơn bác Dương đã hỏi câu hỏi này. Dạ, cảm ơn anh đã hỏi giùm cho bác. Bác có nghe rõ không ạ? À? Bác có nghe cháu nói rõ không? Vâng. Dạ, cảm ơn bác đã hỏi câu hỏi mà đa phần trong chúng ta khi chúng ta mới đến với Chúa, chúng ta đều thắc mắc và chúng ta đều quan tâm. Cảm ơn bác đã hỏi và đây là câu trả lời cho tất cả quý ông bà chị em. Dạ, khi mà bác Nhương đã tin Chúa, xin lỗi, bác Nhương đã tin Chúa rồi phải không ạ? À? Bác đã tin Chúa chưa? Bác đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của mình chưa? Bác không nhớ là bác tiếp nhận Chúa chưa hay là chưa tiếp nhận Chúa, Dạ, bác không nhớ. trước Sáng hôm khi trả nay lời có câu xin hỏi lỗi. này, con mời bác cầu nguyện tin Chúa nha. Bác cầu nguyện tin Chúa, mời Chúa vào đời sống bác thêm một lần nữa nha. Nha. Rồi, bây giờ bác lặp lại theo lời cầu nguyện của con nha. Được không? Rồi. 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 Rồi, bây giờ bác lặp lời cầu nguyện của cháu nha. Kính lạy Chúa Giêsu. Kính lạy Chúa Giêsu. Con xin tiếp nhận Chúa Con xin tiếp nhận Chúa. làm cứu Chúa của con. Làm cứu Chúa của con. Xin Chúa bước vào cuộc đời con. Xin Chúa bước vào cuộc đời con. Con cầu nguyện Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Amen. Dạ vâng, chúng ta cho chàng pháo tay ngợi khen Chúa, cảm ơn Chúa. Có thể bác Nhường Nhương đã tin Chúa trước đây nhưng mà bác không nhớ. Nhưng mà để trả lời cho cái câu hỏi của bác thì ngay giờ này cháu muốn mời bác tin Chúa và bác đã tin Chúa. Cái điều quan trọng của chúng ta đó là chúng ta có Chúa trong cuộc đời của mình để mà chúng ta đi tiếp cái phần còn lại của cuộc đời của mình. Điều này là điều rất quan trọng. Như vậy thì chúng ta trở lại trong cái câu hỏi của bác Nhương đó là việc chúng ta tin Chúa mà chúng ta bỏ sót cái vấn đề ông bà cha mẹ trong vấn đề
cúng chúng đầy đám giỗ và vân vân. Thì xin thưa với bác rằng, bởi vì Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng tạo dựng nên loài người chúng ta, đấng tạo dựng nên nhân loại của chúng ta, trong đó có bác cùng với 8 tỷ người trên hành tinh này. Cho nên điều mà Chúa đòi hỏi chúng ta là thờ phượng Ngài. Và khi chúng ta thờ phượng Ngài, chúng ta có Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, thì việc chúng ta hiếu thảo với cha mẹ ông bà của chúng ta đó là điều Kinh Thánh cũng có dạy nữa. Kinh Thánh dạy chúng ta khác với lại cái loài người dạy chúng ta, văn hóa hay là dân tộc, cái nền văn hóa của chúng ta dạy có hiếu với ông bà cha mẹ đó thì phải cúng, phải làm đám giỗ vân vân. Nhưng mà Kinh Thánh dạy chúng ta về cái chữ hiếu đó khác, thưa ông. Kinh Thánh dạy cho chúng ta là chúng ta phụng dưỡng cha mẹ của chúng ta khi ông bà cha mẹ chúng ta còn sống, đó là cái chữ hiếu. Và khi ông bà cha mẹ chúng ta qua đời thì chúng ta ghi công ơn ở trong lòng của chúng ta. Kinh Thánh khuyến khích chúng ta ghi nhớ công ơn và làm theo những cái di nguyện của ông bà cha mẹ khi còn sống. Đó là cái chữ hiếu đối với Kinh Thánh mà Chúa dạy chúng ta. Trở lại với lại cái việc mà những người mà qua đời đó, những việc mà những người qua đời thì chúng ta có cúng kiến hay là làm giỗ hay không, thì Kinh Thánh dạy chúng ta không có dạy chúng ta về việc đó. Nhưng mà Kinh Thánh dạy chúng ta là ghi nhớ những cái công ơn và những cái công lao của những người đó. Chắc rằng khi mà những người này còn sống á, mà họ thấy chúng ta làm theo những di chỉ của họ, những cái di nguyện của họ đó, thì họ vui lắm, họ hài lòng lắm, bởi vì chúng ta là người biết vâng lời, rõ ràng là như vậy, phải không ạ? Và đối với lại những người mà qua đời mà như là ông bà cha mẹ chúng ta, tổ tiên của chúng ta, thì xin hỏi rằng chúng ta có biết được tất cả những người tổ tiên của chúng ta trước đây không? Chúng ta thường thường người Việt Nam chúng ta chỉ thờ có năm năm vị ông cha chúng ta, rồi tới ông nội chúng ta, rồi đến ông cố chúng ta, rồi đến ông cố cố chúng ta, rồi đến ông cố 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 của chúng ta, cái người mà ông sơ của chúng ta, phải không ạ? Rồi những cái người mà sau này, cái người mà trước đó ở đâu, nó có hàng trăm vị mà với chúng ta chỉ thờ có năm vị ở trong dòng dõi của chúng ta thì chắc chắn không đủ đâu ạ. Cho nên để mà trở lại với việc mà chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời và thờ phượng Đức Chúa Trời là chúng ta trở về với lại cội nguồn của cái niềm tin của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Cho nên khi còn sống thì Kinh Thánh dạy rằng chúng ta hãy phụng dưỡng và có hiếu với người cao tuổi, những bậc cao niên, cha mẹ ông bà chúng ta. Nhưng mà khi mà họ qua đời thì Kinh Thánh cũng dạy rằng chúng ta ghi nhớ và thực hiện những cái điều ước mong của họ khi họ còn sống. Đó là cái chữ hiếu và cái chữ đạo lý mà Kinh Thánh dạy chúng ta. Và đó là cái câu trả lời của theo dựa theo Kinh Thánh và cái niềm tin của chúng cháu muốn gửi đến cho bác Nhương, để mà bác hiểu được cái sinh hoạt niềm tin và tín ngưỡng của tất cả chúng cháu ở đây. Cảm ơn bác đã hỏi câu hỏi. Xin cảm ơn mục sư. Anh Sứa Tôi nói là cũng cảm ơn mục sư. Dạ vâng, cảm ơn xin quý vị. mời xin mời anh bên cạnh sẽ chuẩn bị để cầu nguyện kết thúc lớp học nhé. Anh bên cạnh Băng Nhương ấy ạ. Tạ ơn Chúa. Vâng, Cảm đã ơn. hết câu hỏi rồi thưa mục sư. Nên chúng ta sẽ kết thúc lớp học tại đây. Và thay mặt cho lớp học rất là cảm ơn sự giảng luận của mục sư, sự quan tâm của mục sư cho anh em BPN và anh em Mixi. Tạ ơn Chúa. Amen, amen. Dạ, xin mời anh. Anh đại diện lớp học dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Bằng nghiệp ý thì chúng ta được cầu nguyện. Hallelujah, hallelujah, ngợi khen Chúa, con cảm ơn Chúa vì Ngài đã cho buổi học hôm nay được diễn ra tốt lành. Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã
Chú Phương Liên là người đàn, người hát, người dẫn chương trình và là người giảng lời của Ngài. Thì Chúa ơi, xin Ngài biết giúp chúng con được thức dò trên lỗ tai chúng con, để chúng con biết nghe lời của Ngài và chúng con biết làm theo lời của Chúa. Chúa ơi, xin Thánh Linh của Ngài hãy cứ động chạm tấm lòng mỗi chúng con, và ai chưa được bắp tên bằng Thánh Linh thì xin Ngài hãy giúp con để chúng con được bắp tên bằng Thánh Linh, và chúng con đồng nguyện hiệp đồng lòng Amen. theo ý chúng được Chúa, được cầu nguyện trong tay Chúa. Jesus Christ. Amen. 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 Tạ ơn Amen Chúa. nha. Cảm ơn anh Trường Giang nha. Dạ. Xin chào mục sư. Xin Chúa ban Dạ, hôm phước cho nay hết thảy nhắm quý gì vị. nữa không? Dạ vâng, xin cảm ơn lớp học, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại hình như là tuần Dạ. tới mình còn một buổi đó phải không cô Ngoan? Đúng rồi ạ. À, tuần sau chúng ta lại tiếp tục được gặp lại mục sư yêu dấu của chúng ta. Và môn học này là môn học mà Ngân rất là thích, rất là tâm đắc. Nên hẹn Dạ. gặp lại quý vị. Hallelujah. Amen. Dạ, xin Chào. chào quý vị. Dạ, Chúa ban phước cho tất cả.